Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 8 năm 2018, chương trình có những nội dung chính sau đây. Chiều qua ngày 1 tháng 8, Bí thư huyện ủy Phú Tân, Lâm Phước Trung dẫn đầu đoàn công tác của huyện đến thăm và tặng quà cho sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đang tham gia chiến dịch mùa hè xanh ở xã Phú Hiệp và Quà Lạc. Tại mỗi nơi đến, Bí thư huyện ủy Phú Tân, Lâm Phước Trung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, nơi sinh hoạt, tiến độ thực hiện các công việc của các chiến sĩ tình nguyện, đồng thời mong muốn các chiến sĩ tình nguyện luôn tuân thủ nội quy của chiến dịch, tiếp tục giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt hàng ngày. Đồng chí yêu cầu hai địa phương Phú Hiệp và Quà Lạc cần phối hợp và tạo mọi thuận lợi giúp đỡ các bạn sinh viên tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. Dịp này, huyện đoàn Phú Tân còn phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bàn giao căn nhà nhân ái cho đoàn viên La Công Hậu, 22 tuổi, ngụ xã Quà Lạc. Căn nhà có diện tích 45m², kinh phí xây dựng trên 50 triệu đồng do đoàn Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.